Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái kèo Aerodrop đến từ cái dự án Arthur Meta. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ Aerodrop để chúng ta cùng nhau ăn chia 8 triệu cái đồng token ATM nhé, xấp xỉ 48.000 đô la. Và khi chúng ta làm cái nhiệm vụ Aerodrop này thì chúng ta sẽ nhận lên đến 1.670 cái token ATM, xấp xỉ 10 đô la nha các bạn. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái phần thưởng mà dành cho những bạn mà có cái giới thiệu nhé. Thì top 100 giới thiệu nhiều nhất thì sẽ ăn chia 1 triệu 320.000 token ATM, xấp xỉ 8.000 đô. Ok, thì xin mời các bạn hãy bấm nút Start để chúng ta bắt đầu làm cái nhiệm vụ này. Ở đây thì các bạn hãy làm cái phép tính, sau đó thì chúng ta sẽ điền kết quả bên. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Tiếp đến các bạn quay trở lại, chúng ta join vào nhóm Telegram Channel. Ở đây thì các bạn bấm team cho mình. Rồi các bạn quay trở lại, chúng ta sẽ follow Twitter và chúng ta chia sẻ lại cái bài này. Ở đây thì các bạn bấm theo dõi. Các bạn bấm team, bấm mũi tên đảo chiều. Cái bài bên dưới cũng vậy nhé. Rồi các bạn quay trở lại bot. Tiếp theo chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube. Rồi các bạn quay trở lại bot, chúng ta tham gia vào cái nhóm Medium. Nếu như mà cái Medium của các bạn mà bị chặn thì chúng ta sẽ cài cái app 1.1 lên. Sau đó thì các bạn load lại trang. Rồi, ở đây thì các bạn bấm vào cái phần mà bấm vào cái hòm thư này cho mình. Ở đây thì trước đây thì mình đã làm cái vòng 1 rồi, cho nên là mình sẽ không còn cái follow này nữa nhé, mình đã follow rồi. Nếu các bạn chưa follow thì nó còn cái chữ có một cái bảng màu xanh như thế này. Các bạn kích nó vào thì nó sẽ chuyển sang màu trắng, như vậy là chúng ta đã follow xong. Các bạn quay trở lại cái bot, chúng ta làm các cái nhiệm vụ khác. Chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube nhà phân phối cái Aerodrop, follow Twitter nhà phân phối cái Aerodrop nhé, và chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram của nhà phân phối cái Aerodrop. Sau đó thì các bạn kích vào cái phần submit này cho mình. Ở đây thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email của các bạn. Tiếp đến thì hỏi chúng ta đã join vào cái nhóm Twitter chưa? Nếu như tham gia rồi thì các bạn gửi cái link trang cá nhân của các bạn vào đây. Để lấy link trang cá nhân chuẩn thì các bạn khởi động lại cho mình cái app Twitter, sau đó thì bấm vào avatar ở đây. Bấm vào hồ sơ nhé. Bấm vào ba chấm này, bấm nút chia sẻ. Rồi sau đó thì các bạn kích vào đây, chúng ta sao chép cái link trang cá nhân Twitter của chúng ta. Các bạn quay trở lại cái bot Telegram, chúng ta sẽ gửi cái link trang cá nhân vào đây. Rồi bước tiếp theo là yêu cầu chúng ta đăng ký kênh YouTube và gửi link kênh YouTube vào đây. Thì lấy kênh YouTube thì các bạn khởi động lại cái app YouTube cho mình. Sau đó các bạn back lại, các bạn bấm vào avatar của kênh nhé. Các bạn bấm vào kênh của bạn này. Rồi, sau đó thì các bạn bấm vào ba chấm này, bấm nút chia sẻ nhé và bấm vào sao chép liên kết. Các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cho mình cái địa chỉ kênh YouTube của bạn vào. Tiếp đến ở đây thì hỏi chúng ta đã join vào cái nhóm Medium chưa? Nếu như các bạn join vào nhóm Medium rồi thì các bạn copy cho mình cái link này, các bạn dán lại cái link của họ vào đây, sau đó thì các bạn điền cái username của Medium của bạn vào. Các bạn giữ nguyên chữ A còng nhé. Như của mình ở đây. Đó, đây là cái trang cá nhân Medium của mình nhé. Tiếp đến là cái chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ ở đây, các bạn click vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ tang ba người bạn. Chúng ta bấm team, bấm mũi tên đảo chiều, comment. Ở đây thì các bạn tang cho mình ba người bạn vào. Đó, các bạn bấm trả lời. Sau đó các bạn bấm trả lời tôi đã gửi. Các bạn copy cho mình cái link này. Đó, chúng ta sẽ chép cái link nhiệm vụ này, các bạn dán vào đây. Cái này thì chúng ta dán vào đây chủ yếu để chúng ta chứng minh là chúng ta đã làm cái nhiệm vụ này nhé. Tiếp đến thì hỏi chúng ta đã join vào cái nhóm của Twitter của nhà phân phối cái Aerodrop chưa? Ở đây cũng có một cái nhiệm vụ tương tự như lúc nãy, đó là các bạn cũng bấm team, bấm mũi tên đảo chiều và các bạn cũng comment cho mình. Đó, sau đó các bạn comment cho mình
Ở đây các bạn cũng tăng cho mình ba người bạn vào. Rồi, bấm trả lời này. Bấm nút trả lời tôi đã gửi. Bấm nút chia sẻ và các bạn cũng sao chép cái link kết này. Các bạn dán vào cho mình. Rồi ở đây các bạn bấm nhất nhé. Bước tiếp theo là chúng ta yêu cầu chúng ta lấy cái địa chỉ ví BSC BEP20. Thì cái này các bạn có thể lấy trên cái ví Trust Wallet hoặc là MetaMask đều được nhé. Ở trên cái ví Trust Wallet các bạn chọn cho mình cái đồng BNB. Bấm vào nhận nhé. Đó, các bạn chờ một chút nó sẽ load, nó gửi cho chúng ta cái địa chỉ. Khi nó hiện ra cái địa chỉ các bạn kích vào phần sao chép. Rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cho mình cái địa chỉ ví vào đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong thì các bạn kích vào đây. Chúng ta đã xong cái nhiệm vụ nhé các bạn. Chúng ta sẽ nhận 100, sẽ có một top 100 người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ ăn chia 1.320.000 token AMTM, xấp xỉ 8.000 đô. Thì các bạn copy cái link này chia sẻ cho mình. Các bạn lưu ý cho mình là cái kèo AROP này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 năm 2022 và nó phân phối về ví cho chúng ta vào cái ví địa chỉ BEP20 BSC vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 nha các bạn. Rồi, ok thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.